Vâng, xin chào tất cả quý anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của em Dương hôm nay. Hôm nay em Dương là chuyên viên kinh doanh kiêm tư vấn các dòng xe sang tại VH Auto 33 Lê Văn Lương. Đấy, có địa chỉ tại 33 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Đấy, hôm nay em lại lên sóng một chiếc Land Rover phiên bản máy 3.0 máy dầu anh chị nhé. Nhắc lại là 3.0 máy dầu. Chiếc này rất hiếm gặp trên thị trường đấy. Đây và đây là phiên bản thùng to anh chị nhé, Autobiography. Đấy, được trang bị bộ mâm này, hình phi tiêu này, đẹp chưa anh chị? Đấy. Cùng với đó là em đang bật hệ thống nâng gầm đấy, thì chiếc này đang được nâng gầm lên, nâng hạ gầm rất là chất chơi. Chiếc này hai đời 2015 và một chủ sử dụng từ đầu anh chị nhé. Đấy, một chủ sử dụng từ đầu, mới đi có 6 vạn cây thôi, rất là mới và đẹp. Đây, Autobiography đây, phiên bản thùng to. Chủ cũ thì đã trang bị một bộ bọc ghế đây, và em đang bóc em để đằng sau đây cho anh chị xem cái bộ ghế da zin của xe. Đấy, cốp thì cũng rất là rộng, mở hai cánh kiểu vỏ sò. Chiếc này thì đi phù hợp với đi camping anh chị nhá, có cái này làm ghế luôn, làm ghế là ngồi cái này luôn rất là tiện. Đây cũng là cốp điện đây. Tất nhiên những cái dòng này thì cốp điện là trang bị bình dân quá là bình thường rồi. Bên trong thì hai ghế đằng sau thì là dành cho là chủ tịch và thư ký đây. Như anh chị đã nói là chủ tịch sẽ ngồi bên kia và thư ký thì ngồi bên này. Đấy. Và phần ghế da thì chưa có dấu hiệu nhăn nhiều đâu anh chị nhé. Rất là mới và đẹp. Đấy. Đủ các chế độ như là điều hòa 4 vùng độc lập cho và hai người ngồi sau thì có vách điều hòa riêng. Cùng với đó là massage sửa ghế rất là nhiều. Cùng kèm theo là hai màn hình trung tâm, hai màn hình gối này cho hệ thống giải trí phía sau. Đấy. Kèm theo là ở trước thì chúng ta có gì nào? À, em cũng quên nhắc đến là đây là một bộ nội thất là màu đỏ rất là nổi bật luôn. Đấy. Vô lăng này, tích hợp sấy sưởi này, đấy, các nút bấm này còn rất là mới và đẹp. Đấy. Cùng với đó là rất nhiều hệ thống là sấy sưởi, sấy kính rồi là nhớ ghế, kèm theo là dàn loa Meridian. Đấy. Không thể chê vào cái lần loa Meridian đâu anh chị nhé, nghe rất hay. Bên trong của chiếc xe thì hệ thống gạt mưa tự động này, đèn tự động này, nút bấm tích hợp vô lăng này, sấy sưởi vô lăng này. Hôm trước em quên em không tắt cái này, đi một lúc nó nóng ran luôn anh chị ạ. Đấy, mùa đông rất thích hợp những chiếc xe này có sấy sưởi vô lăng. Đấy. Cùng với nó là màn hình trung tâm cỡ lớn này. Đấy, và dàn điều hòa hai vùng độc lập đằng trước và hai vùng sau. Cần số núm xoay anh chị nhé. Đấy, cần số núm xoay khi nào mà mình ổ máy nó sẽ thò lên để mình vặn. Đây là các chế độ chạy của xe này, cùng với đó là hệ thống nâng hạ gầm và rất nhiều hệ thống trang bị an toàn của xe đằng đây nữa. Đây, và tất nhiên là chiếc này cũng sẽ có cửa sổ chơi toàn cảnh anh chị nhé. Đấy, cửa sổ chơi toàn cảnh đây, trần mọc da Alcantara rất là đẹp. Đấy, gương chống chói tự động. Đấy, rất nhiều option. Chiếc này thì bên em đang bán với giá rất hợp lý thôi. Thì chiếc này thì bên em đang chào bán với giá là 4.599.000 đồng. Đấy. Anh chị cứ thiện chí đến xem xe lái thử, em fix luôn phần số lẻ cho anh chị. Đấy, bán xả lỗ vốn luôn. Về cuối năm em cũng muốn cho quý khách có nhiều những chiếc xe đẹp về để đi. Đấy. Vậy là em xin cảm ơn anh chị đã theo dõi clip của em. Hẹn anh chị vào những clip tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.